Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, mình vừa gửi đến các bạn một cái video là hướng dẫn nhận 2 UTU bằng 18 đô tại lít sàn chơi quáp các bạn. Hiện tại con này nó cho rút các bạn vào rút các bạn. Hiện tại có một token này 80 mấy TDX các bạn sẽ quáp qua. Để rút được thì bạn lít phần link mô tả của mình. Các bạn vào, các bạn bấm vào một balance nữa các bạn. Bấm vào một balance của boss nha mà. Rồi các bạn sẽ chụp màn hình số dư của bạn lại. Phan các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình số dư của bạn lại các bạn. Rồi các bạn chụp xong màn hình số dư của bạn, các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Sau khi withdraw nó có ra một cái link form này nè các bạn. Các bạn nhấp vào link form này thì nó sẽ một cái giao diện là như thế này nha các bạn. Nó yêu cầu các bạn là phải chuyển phí ra để xác minh có TDX thì rút, còn không có thì bỏ qua cầu này cũng được nha các bạn. Rồi các bạn kêu các bạn chuyển vào đây 20 TDX để xác minh, để xác minh là người thật không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn nhắc copy cái địa chỉ này nha các bạn. À, rồi các bạn sao chép nha các bạn. Đây thì các bạn trở qua cái trên link bài gồ của tất cả các bạn nha các bạn. Đây là một token UTU bằng bắt chơi quát nha các bạn. Rồi đây thì mình đã cũng đã chép thông tin này đủ kỹ càng cho tất cả các bạn rồi, nên mình làm cái video hướng dẫn rút nha các bạn. Nhưng không phải rút tiền là 100% đều về nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút send nè. Rồi bạn bắt vào. Rồi bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào đây 20. Rồi bạn bấm send nha các bạn. Rồi bạn bấm trên for now. Rồi các bạn điền mật khẩu với chúc cho link các bạn, tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm done. Sau khi bấm done các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Chờ nó chuyển cái rồi đã trừ 20 TDX, các bạn chờ nó chuyển một chút xíu các bạn. Sau khi nó chuyển xong các bạn nhấp vào một cái TDX này nè bạn, nhấp vào số 20 này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục view vdata scan này các bạn. Các bạn nhấp vào mục này nè các bạn. Nhấp vào hình mũi tên nhỏ cho nó trở lên về một cái con sắt. Đặng mình copy cái bản con chắc hợp đồng của nó các bạn. Nhắc tát. Nhắc tát giao dịch nha các bạn. Rồi các bạn copy nhắc tát này nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form nha các bạn. Rồi các bạn trở về một link form, các bạn lướt xuống nè. Các bạn bắt cái hashtag vào đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn dòng đầu thì các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Nhớ quên 5.900 cầm ôm em thì tên của tất cả các bạn, nên các bạn tự đặt nha các bạn. Tên của mình đó. Rồi cái username này là username Telegram các bạn khai báo trên bot nha các bạn, còn anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại địa chỉ với TGC20 các bạn khai báo trên bot rồi hởm nha các bạn. Rồi đây thì dùng với mở, các bạn mở với cho điên các bạn ra lại nè, cầm bắt đập lại đi và các bạn chậm xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào reset nè, các bạn copy lên nè các bạn.
Rồi các bạn chào chút xíu các bạn. Thì trên các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn trên đây con bot thì các bạn vào mà khai báo chính tin trên con bot này nha các bạn. Đã mang dùng địa chỉ nào thì các bạn dùng lại đi. Rồi, các bạn cũng chạy về Limpho của mình nãy, hồi nãy nè, công bác chạy nè các bạn. Rồi, các bạn gỡ cái màn hình Balenci Firm hồi nãy vào lên đây nè các bạn. Các bạn chọn từ thiết bị nè. Con này nó cho rút đâu 2 giờ khuya các bạn, nên vì khuya quá mình không có làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền liền được. Mình cũng không có thể nào mà rút ngên các bạn. Nên mình ngủ tới giờ mình thức mình mới làm cái video này hướng dẫn cho các bạn các. Rồi các bạn tải lên nha bạn. Các bạn tải lên một ảnh trên form nè. Rồi các bạn kiểm tra lại cho đầy đủ nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ là xong nha các bạn. Đợi xíu nha các bạn. Rồi rồi nha các bạn, vậy video mình hướng dẫn các bạn rút tiền đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.